Ok, anh em đang chờ cái video phân tích về tình hình Bitcoin ngày 7 tháng 3 đúng không nào? Sáng giờ thì mình thật ra mình cũng đang quan sát thằng Bitcoin xem thử là nó có phá cái hỗ trợ như mình đã vẽ ở video ngày 6 tháng 3 hay không. Và tới bây giờ thì mình thấy là gì? Nó đã bắt đầu có những cái phản ứng tốt ở cái vùng hỗ trợ này. Vậy thì hãy cùng Cú Ca phân tích xem liệu cái đợt hồi này có lên được bao nhiêu nha mọi người, có lên được 41k hay không? Và sau đợt hồi này sẽ là thảm họa gì nha mọi người? Rồi, chúng ta bắt đầu để phân tích Bitcoin. Đầu tiên thì như mình nói, cái hỗ trợ tâm linh này nó đã giữ tạm thời giữ được giá và đã có dấu hiệu rút râu. Cái quả râu này á, nhìn vậy chứ nó cũng được cả ngàn giá đó mọi người à. Quả râu này nó rút được khoảng mới được khoảng 700 giá thôi mọi người ơi. Rồi, như vậy thì như mình nói sẽ có pha hồi phục đến từ sóng H4. Và hôm qua giờ mình chờ thì mình nhìn các khung thời gian như thằng 5M này mọi người, nó bắt đầu nó sideways rồi, nó đi vào chu kỳ sideways rồi. Thằng 15M nó cũng đi vào chu kỳ sideways rồi, và nói chung là những thằng nhỏ này đã đi hết vào chu kỳ sideways rồi. Như vậy thì bây giờ bắt đầu con H4 nó sẽ hồi phục mọi người à. Và Cú Ca thì luôn target con H4 này đi tới đâu, Cú Ca sẽ target nó đi tới cái vùng râu cũ này mọi người. Đây cái râu cũ này, mọi người có thấy cái râu cũ không? Thì nó cũng giống giống như cái mô hình vai đầu vai đó mọi người. Nếu bây giờ mà nó lên được tới khúc này thì mình nghĩ là nên nên nhảy ở chỗ này nha mọi người, nên nhảy ở chỗ này đó, hoặc là có thể làm một lệnh short ở chỗ này. Thì theo Cú Ca thì nó sẽ lên được, nhưng mà đấy, tối đa nó sẽ lên được cái vùng này, đó là theo quan điểm phân tích kỹ thuật của mình. Tại vì các bạn có thể thấy nếu chúng ta đào Fibonacci á, thì chúng ta sẽ thấy là đây cái vùng đó là vùng 0.382 đó mọi người, đó thì khả năng nó sẽ về được vùng đó. Rồi, vì sao mà mình phải đợi cho tới bây giờ mình mới làm video? Tại vì khi mà các bạn thấy khi mà giá nó tuột xuống như thế này á, thì các khung nhỏ nó đang hình thành một cái đà tăng rất là mạnh và nó như thác lũ vậy các bạn. Nên mình sẽ không nói các bạn là gì mua vào để cản tàu, không bây giờ. Nên mình phải đợi một chút để xem thử cái lực thị trường nó như thế nào. Thì mình quan sát từ từ hôm qua là khoảng ngày 6 đó, khoảng chiều ngày 6 mình thấy nó xuống đó, mình sợ nó phá, nhưng mà không. Nó đã cái lực xuống nó đã giảm này mọi người có thể thấy nè. Nó như thác lũ đi xuống này mọi người, rồi nó bắt đầu nó giảm nhịp độ rồi. Và ở đây mình muốn cho các bạn thấy một cái điều mà đầy hy vọng cho cái việc hồi của thằng H4, đó là gì? Bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu phân kỳ ba đáy trên khung H1 này mọi người. Thì phân kỳ ba đáy là người ta còn gọi là phân kỳ tam đoạn đó mọi người à. Thì cái việc phân kỳ này sẽ là một cái giúp cho giá hồi phục. Và đương nhiên nha mọi người, phân kỳ là phân kỳ, chưa chắc nó đã đảo chiều. Mình muốn nói là đây là dấu hiệu cho một đợt hồi phục. Và chúng ta có thể target lên vùng 40k5. Còn 41k thì hơi cao đó mọi người, 41k thì cũng đó, 41k nó lên trên này sợ nó không đụng, cũng có thể nó đụng được. Đó thì mọi người có thể xem, nếu mà về 41k thì nó đâu đó là Fibo 0.5 đó mọi người, 41k5. Tuy nhiên thì mình cũng chưa nghĩ nó lên được như vậy đâu. Rồi, thì nó sẽ tiếp tục nó đụng chỗ đó rồi mình sẽ tính tiếp. Nếu nó đụng chỗ đó mà mình thấy thằng 1D nó lên được á mọi người, nó đụng cái vùng đó mà mình thấy thằng 1D nó đóng dứt khoát á. Đó, cái vùng đó là cái vùng khoảng 40k5, là cái vùng này này mọi người. Thì nếu mình thấy thằng 1D mà nó đóng được cái nến xanh mà đẹp á, thì chúng ta sẽ cân nhắc lên nữa. Thì lúc đó mọi người biết như thế nào không? Thằng 1D nó đi vào chu kỳ sideways luôn này mọi người. Đó, mọi người có thể thấy. Nếu mà từ chỗ này mà nó bắn lên tới chỗ này nữa thì mọi người thấy không? Nó đi trong một kênh giá như thế này nè. Thì đó, chúng ta sẽ cứ đánh nó hẹp dần như thế này. Mình cũng đã nói ở video đây rồi. Thì nếu mô hình này xảy ra thì chúng ta có thể target lên được 44k7. Tuy nhiên thì mình chưa thấy điều đó nên chúng ta tạm thời không target xa như vậy, mà chúng ta trước mắt chỉ nhìn lên tới cái vùng khoảng 40k5 thôi. Rồi nếu mà tới đây chúng ta thấy những cái lực tăng mạnh thì Cú Ca sẽ hú anh em, ồ anh em chốt chốt bớt 30% thôi, chúng ta sẽ hold lên lại cái đỉnh cũ. Đó, đó là cái plan cho chúng ta trong dài hạn. Dài hạn là cho đến một ngày đó mọi người, cho đến một ngày thì có khả năng nó sẽ đi vào một cái mô hình tích lũy sideways như vậy và thu hẹp dần cái biên độ. Mọi người có thể ướm ướm nó như thế này đó. Đó, nó bướm nó sẽ vô cái mô hình như vậy. Đó, nó sẽ vô cái hình tam giác như vậy. Thì nó chưa xảy ra nên mình cũng chưa biết được mọi người à. Nhưng trước mắt thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái đợt hồi thôi, tại vì cái lực giảm nó đã hết rồi. Trừ khi tối nay Putin ông bắn vài quả tên lửa hay ông làm cái trò gì đó thì có khi nó lại sập, nhưng mà nếu mà không có những đi tin tức bất ngờ mà kiểu như hủy diệt giá thì nó sẽ có đợt hồi tự nhiên nha mọi người. Thì như mình nói, cái khung H4 khi mà nó đi một cái sóng mạnh như thế này á,
thì nó sẽ có một cái pha hồi phục đó, rồi nó sẽ xuống tiếp hay không thì mình sẽ tính sau. Thì nếu như vậy thì nó thành mô hình ba đầu vai, nhưng mà trước mắt không vẽ quá xa nha mọi người, thì chúng ta sẽ target lên cái vùng cũ là cái vùng 40k, 40k5, 40k7 gì đó, và chúng ta chờ khi giá nó test cái vùng đó thì chúng ta lại có thể short xuống cũng được. Đó, thì đó là plan gần nhất của chúng ta đánh một cái sóng hồi, mọi người nhớ nha. Hồi, sóng hồi. Đừng bao giờ nói với uptrend đối với cú K ở giai đoạn này nha mọi người. Ok, đó là một con sóng hồi. Và mình đã thấy cái dấu hiệu lực xả đã yếu rồi mọi người. Tất cả các khung mình thấy hết cái lực bán rồi. Hết cái lực bán rồi. Hết lực bán và hiện tại thì lực mua vẫn chưa trở lại nha mọi người. Lực mua vẫn chưa trở lại nhưng mà mình làm cái video này hơi sớm một chút. Đó, các bạn sẽ chờ xem thử có một cái đợt nó bắn phá lên khỏi cái đường trung bình của thằng H1 này mọi người. Thì nó rơi vào đâu đó khoảng 38k6 thì nó sẽ confirm cho cái lực tăng lực trở lại trên vùng H1. Đó, mọi người có thể thấy đó là một cái mức cản cũ á. Đó. Rồi, nó sẽ lên đâu đó vùng 38k6 rồi nó tiếp tục nó tăng lên vùng 41k, 40k5. Đây. Dự toán nó sẽ như thế này nè mọi người, nó sẽ lên, nó chung sóng, nó đi vật vờ. Tại vì đây là một đợt hồi phục nên chúng ta cũng không có kỳ vọng nó bắn những cái cây như lần trước nha mọi người. Nó không kỳ vọng nó bắn được những cây đây đâu, có thể nó sẽ đi chậm chậm phèn phèn như cái khúc này nè mọi người. Đó, nó đi phèn lên như vậy. Rồi, nếu nó đi càng chậm thì càng nguy hiểm, thì lực nó càng yếu nha mọi người. Thì chúng ta cùng xem liệu thị trường nó có cho chúng ta một cái đợt hồi không. Đó, đợt hồi thì nó sẽ rất hợp lý, tại vì đó, một con sóng đi xuống như thế này thì nó nên có một cái đợt hồi để nó đi xuống tiếp và nó hình thành luôn cái mô hình ba đầu vai rất là đẹp nè. Đó. Mọi người yên tâm, nếu mà nó lên tới vùng này thì Cú Ca sẽ có video hàng ngày mà mình sẽ nói có chốt hay không. Và ít nhất thì đương nhiên mình nói mọi người rồi, lúc nào đụng cái cản mình cũng nên chốt 30-50% đi. Đó, chốt lời không bao giờ sai. Mình thấy có một số người trên cái kênh mình á nói là ồ mình đã chốt được cái vùng này rồi, mình đã chốt được hết vùng này rồi, giờ mình nhìn nó sập mình rất là sướng. Đó, các bạn thấy không? Ăn ít cũng được, ăn ít cũng được, ăn nhiều cũng được. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ăn ít nhưng mà rõ ràng là các bạn đã có được cái đút túi được một khoản lãi rất là lớn trên đoạn này và các bạn đút 100%. Đó, chốt lời chưa bao giờ là sai. Câu nói cửa miệng của Phú Ca. Và các bạn thấy đó, nhiều người đã chốt lời thành công ở cái vùng đỉnh. Mình thì mình lúc đó mình chỉ dạy mọi người chốt lời khoảng 20% thôi. Và bản thân mình cũng vậy. Mình chốt lời 20% thôi nhưng mà khi mà nó cắt xuống này là mình buộc phải cắt hết nha mọi người. Đó. Còn về mà lướt sóng future thì đó, mọi người cũng thấy cái lệnh mình short ngay đỉnh rồi. Lướt sóng nó khác, còn mình hold mình ăn một cái đợt sóng lớn nó khác nha mọi người. Thì đó, để mọi người suy nghĩ là trong cái quá trình đầu tư á, mình có rõ ràng trong cái khâu đầu tư chưa? Mình có biết đâu là mình trade, đâu là mình hold chưa? Rồi, nếu hold thì như mình nói tới chỗ này thì mọi người cũng đã cắt rồi. Ai cố chấp thì ráng chịu thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta nhìn sơ qua về Bitcoin Dominance xem nó có cái gì hấp dẫn không nha mọi người. Bitcoin Dominance nó tăng nhẹ lại. Nó tăng nhẹ lại mọi người ạ. Rồi không sao, chắc có lẽ là bây giờ Bitcoin nó sẽ tăng và thằng kéo Bitcoin Dominance lên. Thì đó, khi thằng Bitcoin Dominance này mình mường tượng một cái kịch bản như thế này các bạn xem thế nào nha. Thằng H4 nó sẽ kéo lên một phút như thế này. Thì lúc đó Bitcoin Dominance nó cũng tăng theo tại vì vốn hóa nó dồn vào Bitcoin mà mọi người. Nó sẽ lên cái vùng này. Đó. Và khi đó có thể nó sẽ một nhịp xuống cho altcoin nó tăng một tí như thế này. Rồi sau đó các bạn biết không, Bitcoin nó sẽ sập theo mô hình vai đầu vai này mọi người. Đó, vai đầu vai này. Thì khi Bitcoin sập theo mô hình vai đầu vai á thì thằng Bitcoin Dominance nó sẽ tăng đột biến nha mọi người. Chỗ này từ chỗ này nó sẽ tăng lên đột biến như thế này. Và altcoin sẽ lại chia thêm 20-30% nữa. Đó là một cái dự báo mà mình thấy nó rất khả thi nha mọi người. Đó nên mọi người đừng có vội mừng khi mà thấy ví dụ như những cái con rất là quái như con Celo này tự nhiên giờ nó lại moi lên, không biết có ai siêu nó mà nó moi lên như thế này. Đó các bạn nhìn nè, từ từ lúc downtrend tới giờ các bạn nhìn nó đi những cái cấu trúc giảm rất là bền vững này mọi người thấy không? Đây mình vẽ nè. Giả sử như vậy thì đã sao mọi người nè, nhìn nhớ lại nè, mình chuẩn bị mình sẽ ra cái video về cái chuỗi phân tích kỹ thuật và mình sẽ làm từ A tới Z nha mọi người, phân tích kỹ thuật cùng Cú Ca từ A tới Z. Mình hy vọng mọi người sẽ tập trung xem cái video này của mình nè. Video này là một trong những cái video mà mình sẽ tổng hợp cái kênh mình và mình sẽ làm nhiều video liên tục về chuỗi phân tích kỹ thuật. Thì buổi thứ hai mình sẽ hướng dẫn mọi người đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người là gì,
Video này mình vẫn chưa công khai, ngày mai mình sẽ công khai hướng dẫn cách xác định xu hướng cho mọi người. Thì trong video đó mình sẽ nói về cái cấu trúc giảm. Mọi người thấy nè, đáy thấp dần này mọi người, đỉnh thấp dần nè, đó con siêu lô của quý anh ông bà anh chị em nào á, con siêu lô này, đáy thấp dần đỉnh thấp dần này nó đang là một cái cấu trúc giảm mọi người à. Và đừng có nói là như vậy nè, đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3, đây là sóng 4, đây là sóng 5. Như vậy là hết đau. Chưa chắc đâu nha anh em, hết đau chưa chắc đâu nha. Chưa chắc nó đã hết đau đâu, chưa hết chắc hết năm sóng nó đã đảo trend đâu nha mọi người. Đừng có nghĩ là hết năm sóng mới đảo trend. Chừng nào mà con siêu lô nó phá qua cái vùng 7.8 này mọi người thì nó lại rơi vào uptrend, mọi người nhớ nha. Nếu mà nó phá qua vùng 3.5, 3.8 này thì nó lại rơi vào uptrend. Nhưng điều đó còn xa lắm mọi người à, chưa có gì hết. Đây, mình cho các bạn xem con Bitcoin này mọi người, con Bitcoin này. Con Bitcoin á, nếu mà mình ướm mình thấy nó cũng được 5 sóng rồi nè. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy con sóng đây là gì? 6 nè, 7 nè, mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy rõ ràng nó còn những con sóng đi xuống nữa. Và nếu chúng ta mở khung tuần lên thì sao? Ồ, khung tuần thì sao? Chúng ta đếm nè. 1 nè, 2 nè. Rồi còn 3, 4, 5 nữa đâu? Đúng không? Đó, mọi người có thể thấy thị trường nó là Elliott, chúng ta phải có cái tư duy của nó nữa, chứ không phải cứ mù quáng mà chúng ta ghép những con số vào là chúng ta nói hết năm sóng là đảo trend, chưa chắc nha mọi người. Như vậy altcoin chúng ta vẫn chưa có hy vọng để nó có một cái đợt tăng mới, vì thì hiện tại thì vốn hóa nó vẫn nằm ở Bitcoin rất là nhiều, và chúng ta thấy Bitcoin dominant nó đang có dấu hiệu nó tăng trở lại mọi người ạ, nó đang có dấu hiệu tăng trở lại, nên là mình rất là sợ altcoin nó sẽ sập tiếp. Đó, mình nói lại cho các bạn nhớ này, nữ hoàng của chúng ta Ethereum, cái mùa downtrend đó nha mọi người, cái mùa downtrend thì Bit thì thằng Ethereum nó đã chia 20 lần nha mọi người, nó chia đúng 20 lần đó, mọi người có thể thấy chia 15-16 lần. Như vậy thì một cái nữ hoàng top 2 thị trường chia 16 lần thì các bạn nghĩ thử nếu con siêu lô thì nó chia mấy lần cho vừa. Đây, cho nó cái đỉnh 12 đi, nếu mà nó chia 16 lần thì các bạn thấy như thế nào, còn mấy đô, đúng nào? 0.5 đô có khả năng không? Rất có khả năng chứ. Đấy, mình nói cho bạn biết là trong cái mùa downtrend thì cẩn thận vẫn hơn. Đó, mọi người có thể thấy nó có thể tụt ở đây nè. Đây, sóng 3 này, sóng 4 này, sóng 5 này. Có thể nó về tới 0.5, 0.7 đô chứ. Đó, mọi người cứ suy nghĩ đi nha. Tại vì hiện tại á, con sóng downtrend nó vẫn chưa chạy bao nhiêu cả. Mọi người có thể thấy đó. Trên khung tuần á, nó mới chạy được có một sóng à. Mọi người thấy không? Sóng 1 này, sóng 2 này. Đó, sóng 1 này, sóng 2 này. Nếu mà điều này xảy ra thì sóng 3 nó sẽ đi đâu? Mọi người cứ suy nghĩ đi nha, cứ suy nghĩ đi. Và mùa đông nó sẽ rất là dài. Đó. Nên là nếu mà đếm sóng mà nhìn những cái con như siêu lô mà chúng ta đếm sóng, chúng ta thấy là gì? Nên ngày nó đi được hết 5 sóng là nó tăng là chưa chắc nha mọi người, chưa chắc đâu nha. Cẩn thận, rất cẩn thận. Rồi, altcoin thì lúc nào cũng phải thắt dây an toàn, còn không là chia 5 xẻ 7 rất nhanh. Cảm ơn mọi người đã xem cái video cập nhật Bitcoin của Quốc Ca. Bây giờ là gần 6 giờ rồi.